chào các anh em. Là một người đàn ông đẳng cấp, thứ nhất là phải có xe sang. Thứ hai là một người đàn ông đẳng cấp thì phải có gái đẹp. Ơ không, không phải hai em này, mà là em kia. Anh ơi, lấy cho em hai cái tôm hùm loại đắt nhất nha anh. Wow. Mà em gọi nhiều quá, em ngại quá, có sao không anh? Em cứ gọi thoải mái đi, còn việc trả tiền cứ để anh lo. Thứ ba là một người đàn ông đẳng cấp thì cần phải có rất nhiều tiền. Mọi thứ đều ổn cho đến khi sử dụng xăng dầu nhất rồi. Motul Scooter Power LE, dầu nhất 100% tổng hợp từ công nghệ độc quyền Motul, mang đến khả năng bôi trơn và tính năng làm mát vượt trội, giúp mát máy và hoạt động cực kỳ hiệu quả. Tiêu chuẩn Yaso MB hoàn toàn phù hợp cho xe tay ga 4 thì đời mới. Motul Scooter Power LE, mát máy êm ga, đường xa nhẹ nước. Vậy là hoàng tử và công chúa lại sống hạnh phúc với nhau đến tròn. Hết phim rồi má.